Xin chào cả nhà nha. Hôm nay gia đình mình đi du lịch núi Bà Đen nha cả nhà. Mời cả nhà cùng theo chân gia đình mình lên đến núi Bà Đen nha. Bây giờ gia đình mình đang đi qua bên phòng vé để mua vé lên đỉnh núi nha cả nhà. Giá vé ở đây á, thì nếu như mình đi combo á, là mình đi là lên đỉnh rồi khứ hồi xuống, với mình đi chùa cũng khứ hồi xuống luôn, là một giá vé cho người lớn á, là 450 nghe cả nhà. Còn nếu như mà mình đi khứ hồi mà mình đi lên đỉnh không á, là giá vé là 300.000. Còn mình đi lên chùa không á, cũng khứ hồi luôn, là 250.000, là một vé cho một người lớn nha. Còn gia đình mình thì chọn là giá vé lên đỉnh là 300.000 một người lớn. Gia đình mình 4 người thì là 1.200.000 khứ hồi luôn lên xuống ở nhà. Ồ, tại mình không mua cá. Bây giờ gia đình mình đang đi vô nhà ga để lên đỉnh đó nghe cả nhà. Đây mình vô tới nhà ga cả nhà. Nhưng mà khi mà mình có đem đồ ăn thức uống đồ kia theo á, là mình phải gửi lại quầy kia cả nhà. Cái quầy nó nằm ở phía bên tay trái của mình đang đi nè. Bây giờ gia đình mình đang xếp hàng để chờ soát vé để vào cabin lên đỉnh núi nha cả nhà.
Đây mình đi thang cuốn lên rồi mình đi tới đường vào cabin nè. Mình thấy cabin này cũng rộng lắm á. Một cái cabin này có thể là mình đi được 8 người. Ngồi rất là thoải mái nha. Nhưng mà hôm nay mình đi thì cái cabin này chỉ có gia đình mình thôi, là có 4 người mình đi thôi à. Đó chắc ba đưa cho mình học không khỏe. Tình như xa, chồng cũng không thấy như ngọt của nó. Cứ bỏ đây này cái tình cảm. Nó biết gì, biết thức mình đang là tự nhiên không. Chào cả nhà nha. Hôm nay gia đình mình đi du lịch nước Bà Đen nha. Ở đây trên đỉnh núi này sương mù nhiều lắm nha cả nhà. Với gia đình mình đi cũng hơi sớm đó. Mình đi giờ này 7 giờ cho nên là còn sương mù. Đó cả nhà thấy không? Xa xa là tượng Phật đó nhưng mà sương mù che lấp á, mình muốn không thấy rõ luôn á. Thời tiết thì nó lạnh ha. Nó giống như là ở Đà Lạt vậy đó. Cái hơi lạnh á, cái hơi lạnh á, cái sương mù của nó đó nó phả vô mặt mình, nó lạnh lắm ha. Cho nên là mình, nếu như mà mình mà đi lên đây sớm giống như gia đình mình vậy đó thì mình đem theo áo khoác nha cả nhà. Mình cũng thấy lạnh cho nên là mình mặc áo khoác vô. Sương mù quá trời luôn á. Giống như nó lạnh luôn á. Các bạn nói là
Bây giờ là mình đi nên lên Tượng Bà đó nha cả nhà. Đường mình đi qua nè cả nhà thấy không? Sương mù quá trời luôn nha. Mình đi hơi sớm thành ra là chưa có du khách nhiều á. Nếu mình đi khoảng chừng mà 8-9 giờ á thì du khách ở đây bắt đầu đông á. Còn nhà mình đi hơi sớm. Đây mình di chuyển qua bên đi lên chỗ tượng Phật Bà đó. Cái nhà thấy cảnh đẹp không? Cảnh quá đẹp luôn á. Mình tưởng tượng như là mình ở đây là mình đang ở Đà Lạt vậy á. Đẹp lắm. Hai bên đường hoa, cây này kia, sương mù này kia. Thời tiết thì nó lạnh lạnh, rất là đẹp luôn. Đây là tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn bằng đồng nặng 170 tấn, cao 72 mét nha cả nhà. Được mệnh danh là tượng Phật Bà bằng đồng cao nhất Việt Nam, tọa lạc trên đỉnh núi.
công trình này đi vào hoạt động là năm 2020 nha cả nhà, là cách đây là 2 năm, bây giờ là năm 2022, nhưng mà mình thấy nhiều chỗ người ta vẫn còn chưa xây xong nghe, giống như trước mặt của mình vậy nè, đó một công trình đó người ta đang xây đó, mà mình không biết là người ta xây về cái gì, mà thấy công trình người ta cũng lớn hoành tráng lắm nghe cả nhà. Hôm nay mình đi nhập ca sương mù quá nha các bạn, cho nên là mình quay cảnh nó được rõ nha các bạn. Tiếp theo là mình đi lên miếu Sơn Thần. Cảnh chỗ nào cũng đẹp hết cả nhà ơi. Đường đi lên miếu cũng rất là đẹp luôn á. Mình đi bậc thang lên. Hai bên trồng hoa quá trời đẹp luôn. Sương mù xa xa, sương mù đây. Mình tới miếu Sơn Thần rồi nè cả nhà. Miếu Sơn Thần thì nằm trong cái hang đá nha. Mình đi tới đây rồi mình ghé miếu Sơn Thần, mình để mình cúng, để mình cầu tài cầu lộc, cầu bình an cho gia đình. Bây giờ mình đang đi xuống cái hướng vườn hoa nè. Cái nhà thấy đẹp không? Quá trời là hoa, quá trời là sắc màu luôn á.
Rồi quay rồi đó. Mình nhìn thấy cái vườn hoa này mình thấy mê luôn á. Đây cổng hoa nè. Phong cảnh ở đây rất là đẹp luôn. Nếu có điều kiện cả nhà đi nên đi trải nghiệm Tây Ninh một lần. Rất là đẹp. Về tâm linh á, thì mình cầu bình an cho gia đình. Và mình được thưởng thức những cái phong cảnh đẹp. Nói chung là cái cuộc đi này mình cảm thấy là mình không có uổng công với tiền bạc cả nhà, rất là xứng đáng luôn á. Bông lên Đà Lạt quay nhóc. Ở đây là gian hàng ẩm thực. Đồ ăn ở đây thì nói chung là nó mắc hơn ở phía dưới chân núi một chút. Nhưng mà tại vì người ta vận chuyển lên núi đó cả nhà, với cũng khu du lịch đó. Nó có cái bảng menu mình cứ quay lên cho cả nhà tham khảo đó. Nhưng mà cách trưng bày của họ thì nhìn rất là đẹp. Như mấy cái thịt xiên nữa nè, thấy họ làm này đẹp không? Đây thịt nướng. Trứng chùm xong. Thịt xiên que. Xiên heo nướng. Bánh mì nướng. Đây thì các loại kem. Bảng giá menu. Đứng tại cái góc nhìn này nè, các bạn thấy đẹp không? Quá đẹp luôn á. Ngắm một tượng Phật Bà một lần nữa. Thank you.
Đây là cái khu nhà vệ sinh nè cả nhà. Họ thiết kế rất là đẹp luôn á. Quá đẹp luôn á. Nhà vệ sinh mà cái nhà bước vô giống như cung điện vậy á. Mà sạch sẽ rồi thôi khỏi phải bàn. Nói chung là rất là đẹp. Đẹp lắm. Gia đình mình đang đi thăng cuốn xuống cái khu cabin để đi xuống núi. Thì cái cáp treo này á là nó chạy là 30 phút á là nó chạy một lần, và một lần nó chạy như vậy là 5 phút. Rồi vậy hết luôn, em thu lại luôn. Ở đây là gian hàng bán đồ lưu niệm, bán các loại tượng Phật này, cốc rồi kia, những về đồ lam cho cúng chùa. Rồi mình đi xuống, mình đi thăm cuốn để di chuyển ra ngoài luôn. Những cái gian hàng này thì nó nằm ở trong cái nhà ga.
có sô cô la và đi sữa chua dâu à. Ăn gì? Sữa chua dâu. Lấy một cây sữa chua dâu đi. Bữa ăn gì? Đây là những cái gian hàng mà bán đặc sản của Tây Ninh nha cả nhà. Và bán thường khi đặc sản Tây Ninh đó thì thường khi là có muối Tây Ninh nè, muối tôm, bánh tráng. Đó là những cái đặc sản của Tây Ninh. Thì mình đến đây mình cũng mua đồ đặc sản của Tây Ninh nè, như mình mua cũng hai bọc bánh tráng. Rồi mình mua muối tôm. Muối tôm thì mình về mình chấm các loại như trái cây như cốc ổi đó này kia đó, ăn rất là ngon. Đầy đủ anh ơi, cái này ta có đầy đủ được không? Cái này là cái loại xay nhuyễn ra, không? Không, cái loại nhuyễn là cái này cái xay. Không là mua cái loại nhuyễn nha. Cái loại nhuyễn thì nó dễ chấm ha, còn còn thọt. Bao nhiêu bịch kia? Dạ 4 đồng. Có bớt không em nha? Dạ chị ơi. Có loại này hả? Không. Trong cái chuyến đi này thì gia đình mình rất là hài lòng vì mình đã có được rất là nhiều trải nghiệm, như là mình đi cáp treo trên sương mù nè, mình ngắm được tượng Phật Bà bằng đồng cao nhất Việt Nam nè, rồi phong cảnh rất là hữu tình, rất là đẹp luôn các bạn, phong cảnh rất là đẹp luôn, phải nói là không có chê chỗ cái điểm nào hết trơn. Nếu có dịp gia đình mình sẽ quay lại tham quan núi Bà Đen một lần nữa. Và sẵn đây mình cũng cảm ơn các bạn đã xem hết video nha. Nếu thấy hay, xin các bạn hãy để lại một like, một đăng ký để nhóm mình có thêm nhiều động lực ra nhiều clip về du lịch hay hơn nữa để phục vụ các bạn. Xin chào và tạm biệt tất cả các bạn nha. Rất nhiều.